Hi guys, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ phân tích thị trường vàng trong Forex. Thì như chúng ta đã biết, thời gian vừa qua là vàng đã tăng khá là phi mã, tăng một cách kinh khủng từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 6 năm nay. Và không có một sự đảo chiều nào đáng kể hay một sự điều chỉnh nào. Thì hiện tại như mình thấy thì vàng nó đang tiến tới cái vùng cản rất là mạnh. Mọi người có thể thấy nó xấp xỉ ở cái vùng 1.800 này này. Đây, nó đang ở cái vùng cản mạnh khoảng 1.800. Thì chúng ta có thể thấy là giá nó test ở đây ba lần và gần như là nó không phá được và nó đã đi xuống rất là mạnh. Thì hiện tại là vàng nó đang tiến tới cái vùng này. Còn và chắc chắn là mình sắp tới là có sẽ có một sự điều chỉnh khá là mạnh. Còn đâu khi mà nó break qua cái vùng này thôi, chắc chắn là vàng có thể đi lên 2.000 đô là chuyện bình thường. Thì đối với những người mà học sóng Elliott chẳng hạn, thì các bạn có thể thấy hiện tại là những con sóng hồi, thì vàng đang hoàn tất lốt cái sóng B màu tím này trong mẫu hình ABC sóng hồi. Đó. Thì trong sóng B này thì mình lại chia ra làm ba cái sóng nhỏ hơn, đó là ABC. Đấy, sóng A, sóng B, sóng C. Thì hiện tại là mình đang phân tích cái con sóng C này. Đây, sóng sóng C. Trong cái con sóng B màu tím này thì hiện tại là đã xuất hiện cái mẫu hình sóng khá là chuẩn Elliott là 1 2 3 4 5. Đó, sóng C có 5 sóng, 1 2 3 4 5. Thì sóng C ấy, thường là kết thúc của nó thường sẽ là một cái mẫu hình hình nêm. Sóng 5 chứ, sóng 5 trong con sóng C, thường là sóng 5 trong con sóng C. Nó sẽ là một mẫu hình kết thúc, sẽ là một mẫu hình hình nêm. Các bạn có thể thấy đây là một mẫu hình hình nêm thường diễn ra ở những điểm đảo chiều và những điểm là giá sẽ có sự biến động rất là mạnh về sự gọi là điều chỉnh đó. Thì mình sẽ phân tích riêng cái con sóng 5 này trong con sóng C để mình tìm cái điểm đẹp để mình sell. Thì chúng ta có thể nhìn thấy qua là đây, mẫu hình hình nêm này nó cũng đã tạo ra được gọi là 5 sóng nhỏ, và cái con sóng nhỏ này nó đang tiến dần đến cái vùng kháng cự cũ. Đây, mình có thể zoom vào cái khung nhỏ hơn, mọi người có thể thấy rõ hơn. Cho mình tí điều chỉnh lại đó. Chúng ta sẽ zoom vào khung D nhá. Khung daily. Đó. Thì chúng ta có thể thấy đây là một mẫu hình cũng sắp hoàn chỉnh rồi. Và liệu là bây giờ chúng ta sẽ phân tích là cái con sóng năm cuối cùng này này, con sóng năm nhỏ màu đỏ cuối cùng này này, đấy thì là liệu nó đã đến, nó sắp đến cái điểm kết thúc sóng năm nhỏ này chưa? Thì chúng ta sẽ phải zoom tiếp vào khung nhỏ hơn để chúng ta phân tích. Mình nhận thấy là
sóng 4 này nó đang là mẫu hình tam giác 1 2 3 4 5 đúng không? Thôi chúng mình sẽ zoom nhỏ hơn vào khung H1 đi, sẽ nhìn rõ hơn đấy. Đây. Số 4 nó sẽ đặt đây này. Đó. Và thường khi mà các bạn học những cái mẫu hình về sóng ấy, à mẫu hình về target ấy, thì các bạn sẽ có một cái mức target của sóng tam giác như thế này. Đấy, nó sẽ phải rơi khoảng 1810. Cái mốc target của sóng năm nhỏ đây. Đó. Đó là lý giải cho tại sao mà hôm qua nó có một cái đợt sụt xuống đây xong rồi nó bay lên rất là mạnh này. Đó. Thì đối với những ai học về cái lý thuyết sóng Elliott mọi người sẽ có thể hiểu rất là dễ dàng thôi. Không có cái vấn đề gì cả. Đó, đó chỉ là một cú sóng hồi thôi, chưa phải là sóng đảo chiều đâu. Đó. Thì thường những cái sóng như này, sóng 4 hồi này của cấp độ to hơn ấy, thì nó sẽ hồi về những cái cấp độ sóng 4 của cái sóng nhỏ hơn. Đó, và sóng nó đi lên. Hôm qua thì mình nhìn qua mình có thể đã biết được rồi là nó sẽ hồi về cái vùng này. Đây, nó sẽ hồi về cái vùng này. 50. Không có gì là quá phức tạp cả. Đó, thì mình hiện tại mình đang kỳ vọng là nó sẽ lên được một cái vùng 1000 1800. Thậm chí là 1820. Đây các bạn có thể thấy cái mốc mốc này thường nó sẽ rất xảy ra đối với sóng năm. Đó. Sóng sẽ đi như này. Đó, đi lên. Hiện tại mình đã đang kỳ vọng như vậy. Thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái thị trường anh em với thị trường vàng, đó là thị trường bạc. Đây là một cách phân tích để liên thị trường nhá. Các bạn có thể học. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn một cái bức tranh một cái bức tranh không ấy thì chúng ta sẽ vẽ theo kiểu rất là chủ quan. Và chúng ta sẽ gần như là không thể biết được là thực sự nó có như vậy không, thì chúng ta sẽ có thể là xem vào một cái bức tranh khác của một cái thị trường anh em, thị trường bạc. Thì với cái cặp XAU XAG này thì chúng ta đang thấy có một cái trend đi xuống, đúng không? Đó, đây cũng đang là một con sóng.
đúng chưa? Cái trend của nó khá là rõ ràng đấy. Ồ, sao bị co này, từ chờ mình tí. Đó, trend của nó khá là rõ ràng. Thì thông qua hai cái biểu đồ vàng và tiểu đồ của bạc thì mình thấy nhận 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 thấy là thị trường vàng nó sắp tới nó sẽ có một cái đợt điều chỉnh khá là kinh khủng. Đấy, mục tiêu của mình là 1810. Đây, các bạn có thể thấy cái vùng này nó sẽ là tập hợp rất nhiều vùng Fibo và vùng cản. Đó. Thì sắp tới thì khả năng nó sẽ quay lại cái vùng 1810. Đó, chưa kể chúng ta có thể là sẽ thấy được cái cản khá lớn ở bên này. Trăm cũng to đấy nhỉ. Đấy, nó sẽ đâu đó khoảng cái vùng này, một cái cản ở đây, đây điểm này đó, đâu đó nó sẽ vào rơi vào cái khoảng cản đấy. Thì các bạn có thể nhắm trong một cái biên độ, nếu mà ai tài khoản to thì có thể nhắm trong biên độ 1805 đến 1810. Đó là chúng ta có thể bắt đầu sell được rồi. Đây là cái trò chơi bắt đỉnh nên khá là nguy hiểm. Nếu như mà tài khoản không to thì rất là khó có thể trụ được. Lúc đấy thì mình sẽ phải xem tiếp là lúc đấy nó đã có những cái gọi là tín hiệu đảo chiều chưa. Thường thì khi mà tạo sóng năm đây nó sẽ có một cái phân kỳ, RSI sẽ tạo phân kỳ về giá, nó phân kỳ của phân kỳ đó. Thì hiện tại thì chúng ta có thể chờ đợi để cho giá vàng lên được cái vùng 1810 đây, trong khoảng này mình không thể biết chính xác được nó sẽ như thế nào, mình chỉ có thể áng được thôi là trong cái vùng này đó. Và khi mà mình nhìn với mối tương quan giữa với thị trường anh em là thị trường bạc thì mình đang thấy là một cái trend đi xuống như này, XAU XAG, tức là vàng yếu thì bạc mạnh lên, thì một cái trend như thế này nó đang biểu thị cho giá vàng, lực và vàng đang sắp sửa sẽ bị đảo chiều hoặc là một cái đợt điều chỉnh rất là mạnh đó. OK, hôm nay buổi hôm nay thì mình sẽ chỉ chia sẻ ở đây thôi.